Cuối năm vào mùa mưa sắm, chỉ vì những quảng cáo hấp dẫn và ưu đãi cực sốc, Khánh Linh không ngần ngại chi tiền cho hàng loạt món hàng yêu thích, rồi chẳng dùng đến. Hộp cũ chưa kịp mở, đã có đồ mới chuyển đến. Mua thì cứ mua, chẳng biết để làm gì. Mua những cái đồ mình không cần thiết lắm ấy, hoặc là những cái đồ mà giá thành khá rẻ nên là mua về tấp đống ở đó. Thấy trên mạng những cái người khác mặc đẹp hay là dùng thích thì mình cũng mua về thôi, mặc dù mình không có nhu cầu để sử dụng những cái món đồ đó ấy ạ. Vào các ngày giảm giá lớn của các sàn thương mại điện tử, có người chốt tới cả chục đơn một ngày. Nhiều người rơi vào tình trạng cháy túi, phải xoay sở để có tiền nhận hàng, rồi cũng chẳng mấy khi sử dụng vì chót mua quá nhiều. Em cứ mua như thế thôi, xong rồi đến lúc mà cuối tháng, lúc mà shipper gọi điện là bắt đầu không có tiền trả các thứ, là cũng hơi kẹt đấy ạ. Khi nào mà cảm thấy là nó bị cháy túi quá thì có thể chuyển sang bên là trả góp hoặc là trả bằng thẻ tín dụng ấy. Để thỏa mãn nhu cầu của nhóm đối tượng có thu nhập thấp, muốn mua hàng mà chưa đủ tiền, các sàn thương mại điện tử lập tức đưa ra hình thức mua trước trả tiền sau. Nhưng việc trả góp hàng tháng có thể tạo ra gánh nặng tài chính lâu dài khi không kiểm soát chi tiêu và thanh toán đúng hạn. Nó dẫn tới là cái tổng thu nhập ấy, là đầu vào ấy, nó không thỏa mãn được đầu ra. Mà nó đến xu hướng ấy nó sẽ dẫn tới là nợ, nó đè lên vai người tiêu dùng. Thay vì thay đổi thói quen chi tiêu, tăng thu, giảm mua, thì người nghiện mua sắm lại chọn cách mua trước, trả sau để thỏa mãn nhu cầu. Và lặp lại vòng tròn tiêu dùng, nhưng theo nghĩa, tiền thì tiêu mà đồ thì không dùng đến.